tàu thống nhất muốn về khẩn trương ta ga để trả vé cho nhà ga. Hành khách đi tàu về, hành khách nào chưa có vé hoặc có vé đi qua ga xin mời về phòng bán vé bổ sung để mua vé ra cửa. Khi ra cửa, hành khách cầm tấm vé ra tay. Vé của ai người đó cầm để nhà ga kiểm soát vé được nhanh chóng. Đây. Đêm nay đẹp quá. Đi xa anh càng nhớ Hà Nội. Yeah. Mẹ. Chào bà, mời bà vào chơi ạ. Vâng. Cháu. Chào bà. Mời bà ngồi chơi ạ. Vâng. Ôi, em lại cứ tưởng là hai cô cậu đi đón nhau ở ga đã về đến nhà rồi. Dạ chưa ạ. Ôi, thế mà cháu Nguyệt ăn vội ăn vàng rồi ra ga ngay không bà? Có ấm chè ngon em mang biếu ông bà. Cảm ơn bà. Bà cứ vẽ vời. Không có gì ạ. Mời bà tới nước đi ạ. Vâng. Chẳng gì hai nhà cũng sắp thông gia với nhau, đi lại cho nó thân tình chứ có đáng là bao ạ. Đúng là chúng nó say nhau quá ông bà. Cậu Khánh đi Lâm Đồng có 2 tháng mà cô Nguyệt chả ngày nào không nhắc lên cả. Vâng. Thấy hai cháu cuốn
biết nhau em cũng mừng. Vâng. Chẳng gì cháu Nguyệt cũng sắp cửa làm dâu con của ông bà. Em lo một, ông bà lo cho cháu 10. Vâng ạ. Thế nên hôm nay em sang đây hỏi ông bà về việc lo việc cho cháu. Được việc này, nhà trường đã có kế hoạch điều động. Có ông ạ, nhưng người ta điều đi tận Ninh Bình cơ. Vâng. Chồng Nam vợ Bắc rồi biết làm thế nào. Vâng, đấy. Suốt từ hôm qua, em nghĩ cứ giàu cả ruột. Thôi, đã thương các cháu, chúng mình phải lo sắp đặt cho chúng nó gần nhau. Nhà cửa ông bà khỏi lo, đã có em. Chỉ tiếc nhất là ông bà lo liệu cháu Nguyệt công tác ở Hà Nội. Hay là đến nói chuyện với bác Hưng không ạ? Ông Hưng với ông Trọng nhà tôi còn quá anh em ruột. Hai ông chơi với nhau từ nhỏ, lại cùng tham gia chiến dịch Điện Biên. Vâng. Gặp bác Hưng tôi cứ nói thẳng, cháu Nguyệt là con dâu tương lai của tôi. Rồi, việc này có phải của bà đúng không nhỉ? Chắc là bà chưa hiểu công việc của viện chúng tôi. Chúng tôi nghiên cứu những vấn đề xã hội, mà cháu Nguyệt lại là kỹ sư điện. Có khác nhau thế mới phải cần đến tiếng nói của ông anh. Bố chồng mà tin cho con dâu, chắc người ta cũng nể. Thế thì bà chưa hiểu tôi rồi. Ông thì lúc nào cũng quan trọng quá. Thế ông không thương thằng Khánh à? Chết, lại bão. Thôi xin phép ông em về. Vâng, bà về. Ông bà thương các cháu cũng được nhờ. Vâng. Tin báo khẩn cấp số 8. Vào hồi 1 giờ sáng nay, một vùng khí xoáy đã hình thành ở ngoài khu Thái Bình Dương. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm tới cấp 7, cấp 8. Ôi, mưa. Ừ. Nhanh. Lại không em? Bão thì người ta phải cắt điện. Bà lúc nào kêu ca phàn nàn. Đúng là phải đũa như đứa mồi lê vì hè. Chẳng có bão thì cũng mất điện xoành xoạch. Mà tôi ăn phải đũa đứa nào? Động nói thì ông lại quy kết là lạc hậu. Suốt ngày sách như vở. Ông có biết đâu rằng người ta ra chợ phải mua mớ rau muống đồng rưỡi cơ đấy. Ô kìa, sao bà lại lôi chuyện mớ rau muống vào đây? Bà kêu ca là mất điện mãi. Thế mà tôi với bà sắp kén được một cô con dâu là kỹ sư điện, đang luồn lọt để được nghiên cứu văn hóa giáo dục. Đành rằng con người có thể lấy thằng Khánh, nhưng cũng phải xem lại việc nó ở Hà Nội có đúng chính sách, có hợp lý không đã chứ. Chính sách gì bằng chúng nó được ở gần nhau. Tôi thì già, ông thì đã 30 năm đi theo cách mạng. Công lao đóng góp của ông cũng hơn khối người. Bây giờ có chạy vậy xin cho con cái một tí. Cơ quan ai người ta thắc mắc. Thì bà đi mà xin. Tôi không quen cái kiểu luồn lọt. Tôi ở địa vị ông thì chẳng phải bàn. Ông thử nghĩ mà xem. Có thương con mình thì bà mới phải đến nói khó với ông chứ. Thử hỏi thằng Khánh tìm đâu ra đám nào hơn thế nào? Gì chứ cưới nhau rồi thế nào bà cũng sẽ nhường cho nó một gian nhà. Bà thật dễ tin vào những lời sáo mép. Con Nguyệt thì khá, chứ bà ta đúng là đầu óc con buôn. Đừng tưởng rằng bà ta thương thằng Khánh. Này,
chưa biết chừng con Nguyệt được ở Hà Nội, rồi bà ta đi tìm đám khác cho mà xem. Ông bà này, cái gì cũng phải có lập trường quan điểm rõ ràng, không thể lợi dụng quan hệ tình cảm mà đầu cơ móc ngoặc được. Bà thì lúc nào kêu ca than vãn, đổ lỗi cho nhà nước, nhưng những cái tiêu cực, những con người giả dối vô đạo đức thì bà lại ủng hộ, bênh vực, như vậy là không đúng đâu. Ông có đẻ ta nó đâu mà ông thương. Đến như thằng Lực kia kìa, ông cũng chả quan tâm gì đến nó cả. Tôi xin ông bớt bớt sách vở, để mắt đến nó cho tôi nhỏ. Bà, nó đã gần 20 tuổi đầu rồi, học hết lớp 10 rồi, nó phải tự lực mà sống chứ. Tôi đang lo, hơn một tuần nay không biết ở xí nghiệp có chuyện gì, mà nó đi suốt từ sáng đến tối. Thỉnh thoảng lại thậm thà thậm thụt với mấy đứa đốc như là thổ phỉ. Nó vừa ở đây cơ mà. Lực đâu? Lực! Nó vừa ở đây mà. Lực! Lực ơi! Lực! Xin lỗi, vì trời mưa tôi phải quay lại, nên đã chót nghe được chuyện của ông bà. Bà, mời bà vào trong này đã ạ. Mời bà ngồi ạ. Ôi, may quá, lại có điện. Ông ạ, người quân tử không ai người ta nói sau lưng cả. Tôi giả dối vô đạo đức thế nào thì ông cứ nói thẳng, việc gì mà phải úp mở. Thôi, tôi xin bà. Tôi không biết là bà đứng nghe từ nãy, có gì mà phải úp mở. Có bà đây tôi cũng nói thẳng, tôi đang lên án khói chạy trọt xin xỏ móc ngoặc. Hỏi rằng tôi xin xỏ móc ngoặc ai? Tưởng ông là người hiểu biết thực lòng thì tôi cũng nói chuyện tử tế. Chứ ai ngờ. Con chào bố mẹ. Cháu chào hai bác ạ. Mẹ, mẹ cũng có mặt ở đây ạ? Bác ạ, sao hôm nay nhà ta đông vui thế ạ? Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Một câu chuyện đi tìm hạnh phúc. Con ơi, sao mày không bôi gió chát cháu vào mặt mẹ? Kìa, mẹ! Thôi bà, em xin bà. Về ngay! Từ giờ con các vàng cũng không đến cái nhà này nữa. Về, về ngay. Thật chả ra làm sao. Thấy chưa, những con người đáng yêu nhất mày lựa chọn. Ôi cái của này. Thôi, các ông ấy mà trông thấy thì các ông ấy thu sổ ra hộ. Thì em để rẻ cho bà. Này, cầm lấy. Em về nhá. Xong rồi. Chúng chứ. Phải gió. Cháu, hồi này U có phát tài không? Lâu lắm mới lại trông thế cậu. Ăn gì mà phát thì ra thế. Người trông cứ như con gấu. Có hạt mới cho U đấy. Hả? Thế hả?
Dạ Long. Cười cậu. Đây, của chú mày. Ừ. Ưu tiên cho lính mới đây. Tưởng ai? Hóa ra cậu Lực cũng ngồi đây à? Ông nhà lập trường thế mà cậu không sợ à? Ôi già, ông già cổ hủ ấy mà. Chấp làm gì? Chắc cậu Lực cũng biết chuyện mẹ con tôi với ông nhà rồi. Tôi đã cấm con người, từ nay không có tư tưởng gì đến cậu Khánh nữa. Thảo nào, chúng em vừa chọn ngày xuống mã nhanh quá. U cứ để con giới thiệu cho em Nguyệt một đám tử tế. Kỹ sư đi Tây 7 năm về, đẹp trai, lại con nhà giàu nữa. Chuyện chồng con thì chẳng lo. Chỉ cốt nhất là lo cho em Nguyệt có một chỗ làm ở Hà Nội. Trời ơi, thế mà U không bảo cho con biết từ trước. Việc đầu tiên là kiên trì, tức là phải chi tiền. U cứ chi ra cho con 500, mọi việc chỉ trong một tuần lễ là xong hết. Chào bác ạ. Ờ, cháu. Nguyệt có nhà không ạ? Nó vừa mới đi, bác tưởng nó đến cháu. Cháu không thấy. Thế nào hả cháu? Mày có quyết định về đâu đấy? Cháu đi công trường thủy điện sông Đà bác. Mới nghe đã thấy toan gành mấy tháng. Mày khỏe thì đi được, chứ con Nguyệt thì không mà ốm. Bác cứ nói. Thôi cháu về. Nguyệt về bác bảo chờ cháu ở nhà. Rồi thì cũng hết hơi thôi em ạ. Rồi cũng đến chôn cái má lúm đồng tiền của em ở cái nơi khỉ ho cò gáy thôi. Hả? Nguyệt không có nhà anh ạ, có khi nó đến chỗ em. Sáng nay ở phòng tổ chức của trường, mình đã trình bày xin hợp lý vấn đề công tác của Nguyệt. Vâng. Nhưng không ăn thua gì. Vấn đề bây giờ là vụ tổ chức của bộ. Hà, chiều nay mình sẽ lên đó. Đúng rồi. Anh có quen tay diễn ở vụ tổ chức cán bộ không? Hình như mẹ Nguyệt đã gặp hắn ta. Thôi được, mình đi nhé. Vâng. Một ai khác đâu, hoàn cảnh cậu khác, mình khác. Mấy năm học trong trường chỉ dựa vào học bổng cậu cũng sống được. Nhưng mình không thể thế. Còn mẹ mình, ngành nghề thì mình cũng rất yêu. Cố gắng bao nhiêu mình mới đạt được cái số điểm cao như vậy. Bây giờ bỗng nhiên phải bỏ nghề, mình cũng không muốn. Hà này, cậu hãy nói rất thật với mình đi. Nếu như có ai xin cho cậu được ở lại Hà Nội, liệu cậu có từ chối không? Mình thì đi đâu cũng được, miễn là mình trở thành người có ích. Giữa cậu và mình khác nhau nhiều quá. Tại sao cậu cứ dán ý nghĩ của cậu cho người khác? Vâng, mình chỉ có thế. Làm sao bằng được người ta? Kiên Nguyệt, bình tĩnh lại đi. Nguyệt, mình van cậu, hãy để cho mình yên. Cậu không nghĩ rằng cậu đang lên lớp mình đi à? Thế đấy, thật không ngờ. Cứ thế rồi nhé. Em Nguyệt, em cứ yên chí, anh đã nói với U rồi, anh sẽ tìm cho em một đám tử tế nhé. Đi đâu về đấy con? Con không đồng ý mẹ cho cái thằng mất dạy đến nhà mình đâu.
cái bọn vô nghề nghiệp ấy. Không ngờ thằng Lực cũng bỏ xí nghiệp đi theo chúng nó. Thì có mất gì, chúng nó đến thì mình càng bán được hàng chứ sao. Mẹ có biết người ta nói gì về gia đình mình không? Chị không phải dạy khôn tôi. Muốn sạch sẽ thơm tho thì cứ đi khỏi cái nhà này. Con thử tính xem, lương kỹ sư của con được 60 bạc liệu có đủ sống không? Mẹ đã tính kỹ rồi, nếu họ nhất định bắt đi Ninh Bình thì bỏ việc. Mẹ chỉ cố vài buổi là xong thôi. Chẳng lẽ lại đến cái nước ấy? Đấy là tính khả năng xấu nhất. Chứ mẹ đã nhờ người lo cho con về công ty điện máy, có thể được. Tốn kém một tí nhưng vì con mẹ cũng chẳng tiếc gì. Con xin mẹ, mấy hôm nay con thấy khổ tâm quá. Con không muốn làm việc trái với ngành nghề, cũng không muốn bỏ việc ở nhà đâu mẹ. Giá nhiều hoàn cảnh Hà, con lại thấy thanh thản. Hà nó nói đúng chăng? Đừng dại dột tin vào lời người ta nói con ạ. Có thân thì lo, chả ai thương mình đâu. Thôi con ở nhà, để mẹ đi lo công việc xem đến đâu rồi nhé. À này, còn việc thằng Khánh thì con đừng có tơ tưởng gì đến nó nữa. Người ta đã chửi vào mặt mẹ con mình thế, còn cứ cố bấu víu vào thì nhục nhã lắm đấy con ạ. Này cậu, nếu cần, đợt này cậu nên ở lại, tìm cách xin cho Nguyệt ở Hà Nội. Cũng phải suy nghĩ thực tế một chút. Việc hợp lý hóa gia đình là điều chính đáng, không ai nữa thắc mắc đâu. Đấy, chứ tạm Nguyệt đi Ninh Bình kể cũng gay thật đấy. Mình đã gặp vụ tổ chức bộ điện than, nghe trả lời mà mình phát xấu hổ. Cái trò chạy trò xin xỏ, bản thân nó đã là một sự lố mình. Thời buổi khó khăn, phải chịu khó chạy một chút mới được. Mới gõ một cửa mà đã thấy mình lố bình, thì quả là lố bình thật đấy. Này, có khi phải chi ra một khoản đấy sao? Sao? Thiếu tiền tớ cho vay. Thôi, mình van cậu đừng nhắc đến chuyện đấy. Cậu sống với mình bao nhiêu năm mà cậu chẳng hiểu gì mình. Mình nói thật với cậu, mình không phải là một cái cây để có thể nuôi sống được loài tầm gửi. Cậu hiểu thế nào về loài tầm gửi? Cây tầm gửi và cây chủ thực ra chỉ là một sự cộng sinh, một sự hợp tác hữu nghị mà thôi. Cứ xét về một phương diện, những người vợ cũng giống như loài tầm gửi thì đã sao nữa. Phái đẹp cần một cây chủ đủ sức để họ tin cậy, hợp tác. Cậu đánh giá vai trò phụ nữ quá thấp rồi đấy. Bình đẳng kia mà. Nhưng thôi, tại sao chúng ta lại tranh luận chuyện này nhỉ? Chiều nay mình sẽ lên trình bày với các đồng chí lãnh đạo. Không ạ, có lẽ mình phải quay trở lại Lâm Đồng ngay thôi. Chịu cậu, cậu đã nhất quyết như vậy thì mình cũng chẳng biết có như thế nào. Tạm biệt. Ừ.
Nguyên. Anh Khánh. Sao? Có chuyện gì thế em? Đừng. Anh đừng đến nữa. Mẹ em. Nguyên. Em nghĩ gì mà lạ thế? Chuyện xích mích giữa các cụ rồi sẽ qua thôi. Mà em đã chẳng thường nói với anh là dù thế nào chăng nữa em cũng sẽ vượt qua tất cả kia mà. Nhưng bây giờ mẹ em... Rồi mẹ sẽ nghĩ lại Nguyệt ạ. Điều quan trọng là ở em. Chính em. Em phải quyết định lấy hạnh phúc của mình. Nhưng em không đủ sức. Em không biết phải sống như thế nào nữa. Nguyệt. Mấy ngày hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều về nơi công tác của em. Việc đi Ninh Bình là một thử thách lớn, không riêng đối với em, mà còn đối với cả anh nữa. Nhưng em là một sinh viên giỏi. Sự sắp xếp của tổ chức có những hợp lý nhất định. Bám sát cơ sở nhà máy, em sẽ củng cố, tích lũy thêm được nhiều kiến thức. Anh nói hệt như một ông cán bộ tổ chức. Mà hình như hôm vừa rồi, ông cụ cũng nói với mẹ em như vậy. Em còn nhớ không? Ngày ấy khi anh đi đón em từ nơi thực tập về Hà Nội, em đã nói với anh. Sau này khi em tốt nghiệp thành kỹ sư, em sẵn sàng chấp nhận bất cứ một công việc gì, cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cho dù chúng ta có phải xa nhau như thế nào, nhưng chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Ngày ấy còn trẻ con mà anh. Thật ra đến bây giờ em vẫn còn thiết tha với ngành điện, nhưng lại có những suy nghĩ khác. Mà thôi, mẹ em sắp về rồi đấy. Thôi, để khi khác hẳn hay. Cơm đi con. Vâng. Mấy hôm nay mẹ thấy con gầy tọp đi đấy. Thế bên bà Thời thế nào rồi? Vẫn thế mẹ. Suốt từ hôm bố mày xích mích với bà Thời đến giờ, cứ nghĩ đến các con là mẹ lại héo cả ruột. Đành rằng người ta có phe phẩy thật đấy, nhưng mà bà ấy quá chồng từ năm 31 tuổi vẫn đứng vậy nuôi con đỗ đạt thành kỹ sư, cũng tốn bao nhiêu là công của. Mà con Nguyệt lại được người được nết, mẹ ưng quá luôn. Bố mày thì cái gì cũng thẳng một chiều, chả có thông cảm gì cả. Nói thế ai người ta không tự ái. Hay là để mẹ sang xin lỗi bà ấy vậy nhé. Thôi mẹ, việc này mẹ cứ để con lo. Cái khó của con là Nguyệt lại yếu đuối quá. Mà đi công tác xa thì cần phải có nhiều nghị lực.
thôi. Mẹ đi nghỉ đi. Mẹ cũng mệt rồi thế à? Tối đón em nhé. Cố mua hai vé hạng nhất, nhớ đấy. Anh Đức ơi. Áo đẹp quá, anh cứ mặc thử đi. Đức. Con em mới cứng, con Đức đem đeo qua nhà. Này Đức nhé. Nhớ là giải quyết hàng ngay đi nhé. Xong quay lại đây nhé. Đi. Bao nhiêu cái này? Lấy nói lại thế nào? Ai có nhiều loại. Anh Đức ơi. Sao chú? Mập rồi ông anh ạ, à. Nàng đã chịu đi với em rồi. Nàng tỏ ý thích một chiếc long jean. Đấy, tôi đi với anh. Đi đâu ạ? À? Đến nhà mụ thời. Nhưng em chỉ sợ bà Nguyệt bà mách ông Khánh lắm. Ôi dào, chị dâu cũng có 5-7 đường chị dâu. Càng quen càng lẻn cho đau. Chuyến này đích thân anh sẽ hướng dẫn nghiệp vụ cho chú đấy. Các chú vào đi. Cháu. Cảm ơn. Hút thuốc em. Dạ. Ăn đi cháu. Này, ăn. Sao? Ủ cứ yên chí, mọi việc chỉ trong một tuần lễ là sẽ xong xuôi cả. Chỉ một tuần. Con có chuyện muốn nói với bố. Bố ạ? Thường Lực vừa ăn cắp chiếc radio cassette của nhà bà Thời. Làm gì có chuyện lạ thế? Tuần nay mày ở đâu hả? Em vẫn đến xí nghiệp làm đấy chứ à? Hôm nay em hơi rứt đầu à? Nói láo! Mày đã bỏ việc! Lực!
Trưa nay mày làm gì ở nhà bà Thời hả? Bà, cháu nó khôn 3 năm dạy 1 giờ. Có thế nào bà bỏ quá đi cho cháu? Chúng tôi sẽ xin chuộc lại. Việc này nó tế nhị lắm bà. Tiền bạc nào chuộc lại được? Thôi bà cứ để hắn gặp ông nhà. Con ơi, con làm thế này thật là khổ mẹ. Đáng ra tôi cũng không sang đây để quấy rầy ông bà và anh Khánh. Nhưng vì có chuyện cậu Lực. Tôi hiểu rồi. Thằng con tôi nó hư đốn quá. Ê chết, ông cứ dạy quá nhờ. Nhà tôi mới là nhà thiếu văn hóa giáo dục. Tôi vẫn thường khuyên cháu Nguyệt, nhà mình không thể sánh được với nhà anh Khánh. Đũa mốc lại cái chòi mâm son. Nhà ta đây quả thật là... Xin bác cứ nói thẳng ra, thằng Lực non cắp chiếc đài cassette của bác như thế nào? Bà có hỏi thằng Đức Dâu với thằng Long Hiếp ấy. Tôi chỉ đi theo bọn nó thôi. Có lẽ trên này, xin bà cứ bình tâm về nhà, bà cũng đừng làm to chuyện này ra. Chúng tôi sẽ hỏi thêm cháu và sẽ xin sang thưa chuyện với bà sau. Vâng, ông đã dạy thế thì tôi đâu dám. Cô, chào ông bà. Dạ. Chào anh. Còn với cái, bây giờ biết làm thế nào? Còn thế nào nữa? Chuyện này nó mà bung ra thì tha hồ người ta chửi vào mặt cho. Đúng khốn. Rất tiếc là lúc này chưa giúp gì cho em được. Đã đến lúc em phải tự quyết định hướng đi cho mình. Anh hy vọng là em quyết định sớm trước khi đi Lâm Đồng. Trong tuần tới phải vào trong đó rồi. Em biết ngay mà. Anh chỉ biết yêu cái đề tài của anh thôi. Kìa, Nguyên. Nguyệt ạ. Có lẽ lúc này hơn lúc nào hết, anh cần phải ở bên em. Nhưng em hiểu cho anh, còn công việc. Thôi được, để em sẽ tự lo liệu. Nguyệt. Nguyệt. Đừng hiểu lầm anh như thế. Chúng mình hiểu nhau quá đủ rồi. Có lẽ mẹ em nói đúng. Có thân thì phải lo. Chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ. Rất tiếc rằng lâu nay em đuổi bắt tình yêu như đuổi bắt một cái bóng. Thậm chí người ta còn để Lâm Đồng. Kìa, Nguyệt. Còn em thì... Đừng đùa anh thế. Có lẽ em chịu khó xa Hà Nội vài năm. Rồi chúng mình tìm cách hợp lý sau vậy. Nếu cuối cùng ấy không thể về Hà Nội được, thì mình tìm một nơi nào thuận tiện cho cả hai đứa cùng công tác. Anh sẵn sàng xin chuyển về đấy với em. Thôi đi anh. Anh cứ như ở trên trời rơi xuống. Có họa điên mà anh đang công tác Hà Nội lại xin đi. Mà mẹ chỉ có một mình em. Em không thể xa mẹ em được. Chuyện gì cũng nên có mức độ thôi. Cũng còn phải nghĩ công việc chung nữa em ạ. Anh thấy cố bán với Hà Nội chưa chắc đã là hay đâu. Mà em sống xa mẹ ra có lẽ lại hay hơn. Anh không được nói về mẹ em với giọng như vậy.
Thôi em về đây, kẻo nhớ ai trông thấy người ta mách mà em lại buồn. Nguyệt. Mà từ giờ anh cũng đừng đến nhà em nữa, mẹ em không bằng lòng đâu. Nguyệt chưa đi ngủ với con. Mẹ. Tối nay mẹ vừa đi mấy nơi, xem người ta lo việc cho con đến đâu rồi, nhưng đều hỏng cả. Mẹ cũng có dắt theo cả nghìn bạc đây. Riêng cái khoản đưa cho thằng Đức dâu 500 coi như mất trắng. Mẹ chẳng thương con chút nào cả. Con van mẹ, mẹ đừng làm thế. Mẹ cứ để con đi, có khổ thì một mình con chịu. Tùy chị. Chị đi mà sống với thằng Khánh ấy. Kìa mẹ. Con không muốn mẹ nhắc đến anh ấy nữa. Em đã hết yêu anh. Anh vẫn biết em luôn dối gian và tìm khép kín không yêu anh. Anh Lực. Có chị nào đợi anh ở ngoài kia kìa. Hả? Rất biết. Chị đợi ngoài kia kìa. Em đấy à? Đợi anh lâu chưa? Lâu. Mày lại dám phản các bố mày. Tao cho mày biết thế nào là luật giang hồ. Động rồi. Biến thôi. Các bố mày còn để tội thế. Chuyện này không biết được đâu bố ạ. Hậu quả sẽ vô cùng tai hại, không biết thế nào mà lường. Nếu không báo cáo với chính quyền thì tụi nó chẳng để cho thằng Lực yên đâu. Tôi nghĩ còn. Ông này, tôi đã nói chuyện với bà Thời rồi đấy. Ai người ta lấy tiền đền của mình, bà ấy chỉ muốn gặp ông thôi. Cứ xem ý bà ấy, bà ấy vẫn thiết tha chuyện thằng Khánh với con Nguyệt lắm. Ông xem thế nào, kẻo phụ lòng tốt của người ta. Ông làm thế này em khó nghĩ quá. Hay là ông bà chê cháu Nguyệt? Không phải là... Em không hiểu ông thì còn ai hiểu ông nữa. Tính ông xưa nay không muốn nhờ vả ai cái gì đâu. Em thì em lại nghĩ khác. Con Nguyệt trước sau cũng là dâu con của ông bà. Thế nên chuyện công tác của cháu nhất quyết là em nhờ ông bà lo liệu đấy. Tôi đã nói với bà rồi. Công việc của chúng tôi và nghề nghiệp của cháu Nguyệt hoàn toàn khác nhau. Nghe tin ông mới được đề bạt hiện phó.
ở cương vị ông hiện giờ phải giữ ý từng ly từng tí. Em cũng rất áy náy khi phải thưa chuyện với ông về việc của cháu Nguyệt. Nhưng giữa việc xin cho cháu Nguyệt và việc của cậu Lực thì... Thôi tùy ông. Ông không thương các cháu cũng phải chịu. Ông cầm giúp em số tiền này về. Chuyện đài đón ta tính sau. Mấy em cũng còn phải đi báo cáo với chính quyền. Không có người ta lại cho là em bịa chuyện. Nghe đâu cậu Khánh lại sắp sửa đi Lâm Đồng. Nghĩ đến chúng nó mà em cứ giàu cả ruột. Thôi được rồi, tôi xin nhận lời với bà. Tôi sẽ bảo với cơ quan xin cho cháu Nguyệt về công tác Hà Nội. Đấy, em biết. Thế nào cũng nhận lời mà. Còn giàu không đấy. Hai bố con mà cùng công tác một cơ quan thì còn gì bằng phải không ạ? Vâng. Bố có câu chuyện muốn nói với con. Đáng lẽ bố phải bàn với con trước. Hôm qua bố đã nhận lời với bà Thời sẽ xin cho Nguyệt về công tác ở cơ quan bố. Suốt mấy chục năm nay bố không bao giờ phải ân hận vì làm một điều gì trái với lương tâm của mình. Bố tự hào vì điều đó. Tự hào với sự trong sạch của gia đình mình. Thế mà bây giờ bố buộc lòng phải. Vâng, con hiểu. Tất cả là do chuyện thằng Lực. Bà ấy đã dồn bố vào một tình thế khó xử. Bác Hưng cũng đồng ý giúp bố. Các anh lãnh đạo chắc cũng thông cảm. Bố ạ, nếu chỉ vì chuyện thằng Lực mà bố phải nhận lời với bà Thời để làm cái công việc như vậy, con thật xấu hổ bố. Con xin lỗi bố. Bố ạ, đành rằng chính con cũng muốn Nguyệt được công tác ở Hà Nội. Liệu người sẽ làm được công việc gì ở cơ quan của bố kia chứ? Bố làm việc này vì hạnh phúc của các con. Vì con. Vì con với bố. Thôi không mẹ nó nướng, ăn vài thìa cho đỡ mệt. Thank you.
Khánh phải không? Hà, tôi đợi Hà hơn một tiếng rồi đấy. Thế mà xem phim xong bọn em định đi dạo đấy. Em đưa anh đến gặp Nguyệt nhé. Nó cũng chưa về đến nhà đâu. Thôi Hà, hôm nay mình muốn nói chuyện riêng với Hà một chút. Vâng, mời anh qua nhà đã. Nhà đông người, ta ra chỗ khác nói chuyện tiện hơn. Tôi cũng vội phải về ngay mà. Vâng. Hà, Nguyệt yếu đuối quá, sống lại buông thả mình nhiều. Càng ngày mình càng cảm thấy Nguyệt xa mình vời rồi. Hà là người có nghị lực, lại là bạn thân của Nguyệt. Mình nghĩ Hà có thể giúp đỡ Nguyệt nhiều hơn mình. Còn mình cảm thấy bất lực. Hơn nữa, mấy ngày tới mình phải vào Lâm Đồng để tiếp tục công tác. Thì mai em cũng đi sông Đà rồi mà. Vậy là cả hai đứa chúng mình đều phải xa Nguyệt trong lúc này. Thôi, có lẽ mình về vậy. Vâng. À này, nếu Hà không cảm thấy phiền, ngày mai mình sẽ mượn xe máy đưa Hà lên sông Đà. Nhân tiện mình cũng muốn thăm một người bạn thân ở trên đấy. Anh muốn trốn khỏi Hà Nội ạ. Đẹp quá nhỉ. Trước khi anh đóng quân ở đây đấy. Em trông kìa. Đoán được đấy. Anh nghĩ về Nguyệt. Về Hà Nội. Đúng không nào? Tôi nói nhé. Giáo Nguyệt cũng được như Hà.
Thôi, con ra máy bay đi. Công việc ở nhà mình với Tuấn sẽ lo liệu. Cố gắng hoàn thành tốt đề tài trong đợt này nhé. Thế có nhắn gì Nguyệt không? Mình... mà có lẽ thôi, chả ích gì. Mấy lần đến tìm Nguyệt, không hiểu sao Nguyệt cố tình tránh mặt. Thôi, mình đi nhé. Cậu đi nhé. Anh Khánh sang sân bay rồi chị ạ. Đi lâu chưa? Đi được một lúc thôi chị ạ. Máy bay chưa cất cánh đâu, đạp nhanh lên còn kịp đấy. Ừ. Tí nữa chị nhớ quay lại đây nhá. Em có thấy gọi đi bộ đội rồi đấy, chị biết chưa? À. Trọng đấy, mới về cơ quan mình, kỹ sư điện, mới được tăng cường về làm ở kho sách văn nghệ. Cố gắng thu xếp giúp cháu. Vâng. Nghiệp đại học thư viện phải không? Không ạ, em... À, cô là con dâu tương lai của ông Trọng. Tôi có biết chú Khánh. Các cô các cậu bây giờ thực tế lắm, không như chúng tôi ngày xưa. Tôi công tác thư viện 17 năm, thư viện Lạng Sơn, bây giờ mới được chuyển về đây đấy. Mời cô sang đây. Đây, em sẽ làm việc ở đây. Em hãy đọc quyển sách này đi đã. Công việc nghĩ thì đơn giản, nhưng không dễ dàng đâu. Nhưng thôi, vừa học vừa làm vậy. Có điều em phải cố gắng lắm mới bảo đảm công tác đấy. Vâng ạ. Nguyệt ơi, Nguyệt, muộn rồi con này. Nguyệt,
mẹ mới mua cho con cái cặp lồng mới này. Cẩn thận không mất con nhé. Con xin mẹ. Gia đình sẽ nhận thơ nhá. Nhà 37 có thơ đây này. Vâng. Xin bác. Gửi bà. Cảm ơn bác. Không dám ạ. Ai hát nước đây? Làm ăn vui thế hả? Không có mắt à? Chưa sáng ngày ra đã xúi quẩy. Cô ạ. Bác chờ tí ạ. Vâng. Đây ạ. Không phải quyển này. Cô xem lại phiếu ạ. Thưa bác để Tư thả đến chiều cháu tìm lại ạ. Thì tôi vừa mới đưa trả tuần trước mà. Dạ, nhưng bây giờ cháu chưa tìm thấy ạ. Thôi, để tôi. Ấy, bác ơi, nội quy phòng đọc. Thế cái gì đấy? Chị gì giữ thư viện ơi. Chào chị ạ. Tôi là cán bộ nghiên cứu của viện, vừa công tác ở Thuận Hải ra. Tôi đang nghiên cứu về nền văn hóa Chàm ạ. Nhờ chị tìm giúp cuốn La Quintuia de Chàm, bản dịch tiếng Pháp của De Vigny. Chị làm sao thế? Tôi... Xin lỗi anh. Em... Ồ, tôi đang rất vội. Sáng mai tôi phải đi tàu vào Thuận Hải rồi. Giá chị hiểu cho. Chào nhà dân tộc học. Cậu làm gì mà thôn xôn lên thế? Làm cứ như là cả thế giới này chỉ có những cái tháp Chàm của cậu. Cô Nguyệt mới về cơ quan ta, cũng phải có thời gian để tìm hiểu cái ông De Vigny của cậu chứ. Biết làm thế nào để vừa lòng tất cả các nhà bác học của viện mình. Cứ phải đội mũ phớt thôi em ạ. À, Nguyệt này. Tối nay em có bận gì không? Anh bảo gì ạ? Anh mới viết xong một kịch bản múa rối. Tối nay nhà hát rối trình diễn tác phẩm của anh. Anh muốn mời em đi xem với danh nghĩa là người thân nhất của tác giả. Xin lỗi tác giả, tôi không quen với nghệ thuật dối. Với lại, tối nay tôi cũng có chương trình riêng rồi. Chị cố giúp.
Em giữ cẩn thận hộ nhé. Cảm ơn chị, em đi. À Nguyệt này, có lẽ sáng nay em chưa đọc báo Nhân Dân phải không? Có bài nói về chú Khánh và nhóm nghiên cứu của chú ấy đây này. Chị chúc mừng em nhé. Cố gắng lên mà theo cho kịp chú ấy. Cảm ơn chị. Nhiều đấy ạ, nhưng công việc thì còn lúng túng lắm, mà độc giả thì than phiền nhiều ạ. Hay là hai bác xem có công việc gì thích hợp hơn xếp sắp cho cô ấy ạ. Hiện nay thì chưa có nơi nào thuận tiện hơn chỗ của chị đâu. Thôi thì chị cố gắng để cho chúng tôi lo. Dạ, cô biết thông thạo một vài ngoại ngữ thì còn đỡ. Đằng này nghe người ta nói cứ như vịt nghe sấm ấy thôi. Lâu dài thì cũng phải xin viện cho cô đi học thôi. Mọi việc đối với cô ấy bây giờ đành phải bắt đầu lại từ đầu, không còn cách nào khác cả. Chị cố gắng kèm cặp giúp đỡ cháu thêm một thời gian nữa. Việc đi học tất nhiên là bây giờ chưa thể đề cập đến được. Anh em ta gì nghĩ chứ. Tôi không tiếc công đâu, nhưng thú thực với hai bác, nhiều khi tôi không biết giúp đỡ cô thế nào cả. Thôi, hai bác cố gắng thu xếp sớm cho. Chứ cứ để thế này, cô cũng khổ mà công việc thì không chạy ạ. Chào hai bác ạ. Chị Thủy này. Dạ. Thôi thì chị cũng đừng nôn nóng nữa. Công việc thì cứ từ từ ta giải quyết. Vâng. Thôi, chào bác ạ. Chị về. Thật tôi làm phiền anh quá. Chỗ tôi với anh có gì mà phiền hay không phiền. Có điều là chúng ta phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Chính chúng ta đã nuông chiều làm hư bọn trẻ. Bây giờ thì phát mệt với chúng nó đấy. Đúng, mệt thật đấy. Anh Hùng. Kiều Nguyệt. Từ hôm anh Khánh đi là anh mất mặt luôn, đến tệ. Bình định hôm nào rỗi sẽ đến thăm Nguyệt mà. Còn hôm nào nữa, đến ngày bây giờ đi. Nào đi. Anh Hùng ngồi chơi. Mặt mình. Thế nào, công việc của Nguyệt ra sao rồi? Chán lắm anh ạ. Em lại vừa mới nhận được quyết định của trường. Lần này phân công có chiếu cố hơn.
Họ cho em về bộ điện than. Hả? Nhưng mà lại phải cắt hộ khẩu sang tận Đông Anh, nên mẹ em vẫn không cho đi. Thế à? Anh uống nước đi. Lâu nay anh có nhận được thư của anh Khánh và Hà không? Không. À, có đấy. Nhưng ít thôi rồi. Đã hơn 6 tháng nay, kể từ ngày đi Lâm Đồng, anh Khánh không hề viết cho em một lá thư nào cả. Mình cũng không rõ lắm. Hôm đi, cậu ấy cứ ngóng Nguyệt tới phút cuối cùng mà không thấy Nguyệt ra tiễn. Thế Nguyệt không biết gì cả sao? Không, em không biết gì cả. Có chuyện gì? Anh nói đi. Đừng giấu em. Khánh và Hà vừa báo tin cho mình biết. Cuối năm, họ dự định sẽ làm lễ cưới. Còn anh? Anh thì sao? Anh yêu Hà cơ mà. Nhưng cô ấy không yêu mình. Đã từ lâu mình cảm thấy Hà yêu Khánh. Vì có Nguyệt nên không tiện nói ra. Làm thế nào được? Hai người có cùng quan điểm về cuộc sống nên họ chuyển từ tình bạn sang tình yêu nào có xa xôi gì. Mình nghe nói gần đây Hà nhận thiết kế một khoang âu thuyền theo hệ thống đóng mở tự động. Cô ấy mới lên nhận công tác mà đã được tín nhiệm lắm. Vì vừa có năng lực lại năng nổ chịu khó. Tin không vui. Nguyệt, Nguyệt ơi,
mẹ cho con cái này này, đẹp không? Oai, con nghĩ xem, mẹ tốn bao nhiêu công sức mới kiếm cho con được chỗ làm tốt thế. Con vẫn chưa hài lòng hay sao? Hay là có chuyện gì? Mẹ ơi anh Khánh, anh không còn yêu con nữa mẹ. Thế thì càng tốt. Mẹ cứ tưởng chuyện gì là mẹ hết cả hồn. Thực ra thì nhà mình với nhà bên ấy cũng chẳng hợp cảnh lắm đâu. Đáng ra con gái mẹ còn phải lấy người khá hơn thế nhiều cơ. Mẹ chẳng hiểu con gì cả. Bây giờ mất anh ấy, con càng yêu anh ấy nhiều hơn. Không ai bằng anh ấy đâu mẹ. Con yêu nó quá nên con tưởng thế đấy thôi. Chứ cái anh đạt phó tiến sĩ mới đi học nước ngoài về vẫn theo đuổi con, chẳng khá hơn nữa chứ. Mẹ chẳng hiểu gì cả. Con yêu anh ấy, con yêu anh ấy. Thôi được, để mẹ sang hỏi ông bà xem sự việc thế nào. Mẹ, mẹ đừng làm thế, người ta càng coi thường nhà mình. Lâu nay con rất khổ tâm khi nhìn thấy cặp mắt của bác Trọng. Xảy ra chuyện này, bác ấy cũng mừng không kém gì mẹ đâu. Chính con đã rời xa anh ấy chứ. Con đã từ bỏ con đường mà lẽ ra con phải đi, nên đã phải chịu hậu quả cay đắng này. Mẹ hiểu cho con, con không thể chịu nổi cuộc sống này nữa rồi. Lời ơi, con với cái muốn cho nó sướng mà nó có biết đường sướng đâu chứ. Xin gửi chị. Xin bác. Gửi bác. Cảm ơn. Gửi cô. Vâng. Đơn giản, bởi vì nó đòi hỏi mỗi người chúng ta phải sống
và làm việc đúng với sức lực và tình cảm của mình. Anh Khánh, em đã hiểu ra rồi. Em sẽ làm đơn xin thôi việc ở đây. Chẳng có gì khổ tâm hơn khi thấy mình sống như một người thường, chẳng có ích gì cho ai. Nhưng chẳng lẽ tất cả đã muộn rồi sao? Em đã mất hẳn anh rồi ư? Anh Khánh! Đừng khóc nữa em. Chúng mình còn cả một cuộc đời trước mặt. Anh không thể sống thiếu em được. Anh vẫn rất yêu và tin ở em. Kỷ niệm ngày xưa.